Kiều Tiên kính chào quý khán giả đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Sau đây sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, tại phiên họp thường kỳ tháng 5 diễn ra vào chiều ngày 16 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao GSN tại huyện Tân Châu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao DXN Tân Hội. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu với quy mô đất sử dụng là 320.000 m², công suất thiết kế 140.000 con một năm, tương đương cung cấp 20 triệu trứng một năm. Dự án có tổng vốn đầu tư là 200 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là chăn nuôi gà lấy trứng để sản xuất giống gà chất lượng cao. Tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đầy đủ các thủ tục và thực hiện các thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường, chăn nuôi và các thủ tục khác có liên quan. Theo đúng quy định và quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành chăn nuôi, phấn đấu đến cuối năm 2024, dự án sẽ được khởi công. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 5 tới đây, tại Hội trường Sư đoàn 5, Quân khu 7, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với ban vận động tổ chức lễ ra mắt ban vận động thành lập Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Tây Ninh. Việc thành lập Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Tây Ninh đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận, thực hiện và thụ hưởng đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi do Đảng và Nhà nước quy định, góp phần giúp các gia đình thu thập thông tin, hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc hoặc chưa xác định danh tính, tham gia khảo sát, nghiên cứu và đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về chính sách và các giải pháp thực hiện chính sách về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Chiều ngày 16 tháng 5, ekip chương trình Sắc Việt Muôn Màu của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng đơn vị tài trợ, Công ty Cổ phần M&E TKB thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Mỹ Ngãi, xã Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tại buổi lễ, đại diện ekip chương trình cùng đơn vị tài trợ là Công ty Cổ phần M&E TKB thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 10 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa, động viên tinh thần các em cố gắng vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. Sắc Việt Muôn Màu là chương trình truyền hình thực tế nhằm khai thác nét văn hóa độc đáo riêng có của từng địa phương, vùng miền trên cả nước thông qua các sự kiện, các lễ hội văn hóa truyền thống, ẩm thực, du lịch, trải nghiệm để mọi người càng thêm tự hào về truyền thống, bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của dân tộc, qua đó bảo tồn, phát huy, gìn giữ không chỉ cho thế hệ hôm nay và cả mai sau. Thưa quý vị, nhiều người dân huyện Châu Thành phản ánh, con đường huyện 5 chính là con đường gập ghềnh nhất, xuống cấp nhất trong huyện. Các đợt tiếp xúc cử tri trong năm 2023 và 2024, cử tri của huyện đã phản ánh kiến nghị rất nhiều về con đường này. Đường huyện 5 có chiều dài 6,5 km trùng với quốc lộ 14C đi qua địa phận xã Phước Dinh, huyện Châu Thành. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối các xã biên giới trong huyện Châu Thành cũng như kết nối với các huyện lân cận, nên nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nông sản đi qua tuyến đường này là rất lớn. Đặc biệt, từ khi cầu Cây Ổi hoàn thành và thông xe vào năm 2020, nối hai xã Hòa Thạnh và Phước Dinh, lượng xe lưu thông vào tuyến đường huyện 5 càng nhiều hơn với tải trọng khá lớn. Hiện nay, suốt tuyến đường huyện 5 đã xuống cấp hư hỏng gồ ghề, có nhiều hang ổ trên mặt đường, gây nguy hiểm cho người dân. Các đợt tiếp xúc cử tri trong năm 2023 và 2024, cử tri của huyện cũng đã phản ánh kiến nghị rất nhiều về con đường này. Theo cử tri, đây là con đường xuống cấp nhất của huyện và có lẽ cũng là một trong những con đường xuống cấp nghiêm trọng nhất trong tỉnh. Nhà cô ở đây mà cô đi mỗi ngày luôn, nhưng mà con đường này xấu quá rồi. Cô cứ đi một cái là vỏ ruột nó dập, nó hư hết trơn, hết trọi, mới thay cái ruột hết 100.000 nữa rồi đó. Nó dằn quá rồi, nó bể đó. Rồi cô cũng mong ước làm sao mà con đường này làm cho sớm một chút cho dân đi cho đỡ khổ, phải không? À, tình hình con đường này thì thấy nó hư xấu nhiều lắm mà chị. Có lúc học sinh đi thôi đây, bữa đó có bé té đây hết lần. Kiểu đường xấu rồi, neo gà đó. Tôi bị té nè, mấy đứa nhỏ này nữa, thành ra giờ bị té nhiều lần, bị đau.
Đường huyện nằm trước đây được thiết kế không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển lớn trên tuyến như hiện nay. Năm 2019 đầu tư thì đầu tư cái con tuyến đường này với thiết kế là tải trọng thấp, nó chưa đồng bộ với lại cái cầu cây ổi, cho nên là nó mau xuống cấp. Trong khi là tuyến đường này thì rất nhiều xe tải lớn lưu thông qua lại. Thời gian qua, huyện Châu Thành đã thực hiện giảm giá khắc phục sửa chữa một số vị trí hư hỏng trên tuyến. Năm 2024, huyện cũng đã có kế hoạch sửa chữa với kinh phí trên 4 tỷ đồng. Trong tháng 5, nhà thầu sẽ triển khai thi công. Tuy nhiên, sau mỗi lần giảm giá một thời gian, mặt đường lại bị bong tróc, sụt lún, tạo các hàng ổ lồi lõm mới. Giải pháp căn cơ là phải có một dự án đầu tư nâng cấp đường có khả năng chịu tải trọng phù hợp với thực trạng xe lưu thông trên tuyến hiện nay. Ngân hàng Nhà nước dự kiến cho duy trì chính sách cơ cấu nợ cho người dân, doanh nghiệp đến hết năm nay thay vì phải dừng vào cuối tháng 6. Theo dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư 02 về việc tổ chức tín dụng cơ cấu lại hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng gặp khó khăn vừa được công bố, Ngân hàng Nhà nước đánh giá kinh tế vẫn đối mặt nhiều khó khăn, dự báo kéo dài trong năm nay. Chủ trương của Quốc hội và Chính phủ là vẫn tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do vậy, việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo thông tư 02 theo Ngân hàng Nhà nước là cần thiết và góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay. Việc kéo dài chính sách này không ảnh hưởng đến cơ chế trích lập dự phòng rủi ro của các nhà băng, song sẽ giúp tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng chưa gia tăng mạnh ngay. Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn DGen Việt Nam, khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, khiến 89 công nhân nhập viện cấp cứu sau khi ăn tối. Ngày 16 tháng 5, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom cho biết, tất cả các bệnh nhân đều đã ổn định sức khỏe, không ghi nhận thêm trường hợp nào. Theo đó, trong số 89 bệnh nhân nhập viện sau bữa ăn tối với các triệu chứng nghi ngộ độc, đến 11 giờ trưa ngày 16 tháng 5, đa số bệnh nhân đã xuất viện, chỉ còn lại 9 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Ngay khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom và Sở Y tế Đồng Nai đã đến thăm hỏi công nhân bị bệnh, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện huy động lực lượng nhân viên y tế cả trong và ngoài bệnh viện tập trung cấp cứu cho bệnh nhân. Thưa quý vị, Cần Thơ đang vào mùa măng cụt, nhưng theo các nhà vườn thì măng cụt năm nay mất mùa so với năm trước. Trong khi đó, mặc dù sản lượng trái măng cụt năm nay giảm, nhưng giá bán lại không cao và đang có xu hướng giảm nên nhiều nhà vườn kém vui. Có 80 gốc măng cụt được trồng xen trong vườn dâu sầu riêng đang vào mùa thu hoạch, nhưng ông Nguyễn Hữu Dụ, huyện Phong Điền, thu hoạch từ sáng đến trưa nhưng chưa được 5 kg. Mặc dù kích cỡ quả lớn hơn so với năm ngoái, nhưng sản lượng măng cụt năm nay ở vườn ông Dụ giảm 10 lần. Năm nay thì thôi, có cây thì 5-10 ký, có cây thì mười mấy 20 ký, có cây cũng không có trái nào luôn. Hiện nay giá bán xô mỗi kg măng cụt chỉ từ 45.000 đến 50.000 đồng và đang có xu hướng giảm dần do vào chính vụ. Với sản lượng ít và giá bán không cao, nên nhiều nhà vườn tận dụng lao động sẵn có trong gia đình nhằm giảm chi phí. Lúc đầu vụ tới giờ mấy tháng mấy nay được có khoảng 500 ký măng cụt à. So với năm kỳ mấy năm rồi thì nó thấp nhiều lắm, mấy năm rồi cỡ này là cũng có hàng tấn rồi. Măng cụt là loại trái cây chín tự nhiên, mỗi năm một mùa, có nhiều vitamin nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, hiện nông dân chủ yếu trồng và bán sản phẩm thông qua thương lái. Măng cụt bán ra thị trường chủ yếu ở dạng tươi, chưa có bao bì thương hiệu nên chưa tạo giá trị gia tăng cao. Thưa quý vị, Cơ quan Quản lý Tài chính Hàn Quốc hôm nay cho biết đã có khoảng 600 loại tiền điện tử được giao dịch tại nước này trong nửa cuối năm ngoái, giảm 22 loại so với hồi đầu năm. Tuy nhiên, đáng chú ý là sự biến động về giá của tiền số vẫn ở mức cao, trong khi số nhà khai thác ngừng hoạt động tiếp tục tăng lên. Vì thế, cơ quan này khuyến cáo người dân hết sức thận trọng trước khi quyết định đầu tư vào tiền số. Theo cơ quan trên, tổng giá trị thị trường tài sản ảo của Hàn Quốc tăng hơn một nửa trong 6 tháng cuối năm,
đạt giá trị vốn hóa thị trường khoảng 31,8 tỷ đô la Mỹ tại thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, tỷ lệ rút tiền tối đa của tiền ảo chỉ dừng ở mức 61,5%, giảm 0,9 điểm phần trăm so với 6 tháng trước đó. Cũng tính đến thời điểm cuối năm ngoái, ở Hàn Quốc có 37 nhà khai thác thị trường tài sản ảo với mức giao dịch trung bình hàng ngày đạt khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với hồi đầu năm. Các ngành công nghiệp tiên tiến như xe điện, trung tâm dữ liệu, AI, chất bán dẫn AI, pin thứ cấp mà các quốc gia trên thế giới và các công ty công nghệ lớn đang cạnh tranh khốc liệt để chiếm lĩnh thị phần đều có một điểm chung là cần nguồn điện rất lớn. Do đó, nguồn cung điện đang một lần nữa nổi lên như một biến số lớn trong kỷ nguyên này. Hiện có 2.562 trung tâm dữ liệu đặt ở Mỹ, chiếm hơn 38% tổng số trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới. Những trung tâm này đòi hỏi nhu cầu lớn về điện. Ngay từ tháng 1 năm 2023, cơ quan lập pháp bang Virginia, Mỹ đã đề xuất luật hạn chế xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu khi Virginia được gọi là trung tâm dữ liệu toàn cầu. Chỉ riêng bang này có tới gần 5% số trung tâm dữ liệu của thế giới. Thành phố London, Anh đã thành lập lực lượng đặc nhiệm về trung tâm dữ liệu vào năm 2022 và bắt đầu xem xét kỹ lưỡng việc cấp phép xây dựng mới các trung tâm dữ liệu ở nước này. Quý vị thân mến, và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.